Em Thùy xin kính chào toàn thể các bác yêu lan. Thì hôm nay thì em tiếp tục lên các bác nhà mình một số các cái dòng năm cánh trắng, lá kẻ và những cái dòng hồng để các bác nhà mình sưu tầm và làm giống. Nhà mình mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974752462 ạ. Hôm nay em còn một ít hàng thôi nên là sẽ lên nhanh để các bác nhà mình cùng sưu tầm ạ. Mặt hàng đầu tiên thì em sẽ lên lá kẻ nhá. Lá kẻ thì cả vườn em còn được đúng 3 chậu duy nhất các bác ạ. Đây sẽ em dọn cái này qua đã để quay vì nó rất là dài. Kẻ núi chú em còn duy nhất 3 chậu thôi các bác ạ. Cái này thì thật ra là em bán để các bác nhà mình về sưu tầm làm giống thôi. Con này thì bị cháy nắng các bác ạ. Cứ quay video mà sơ hở mà không che lại một tí là cháy nắng ngay. Lá kẻ đang lên rất là đẹp các bác nhé. Và vườn em thì em cũng đã nói rất là nhiều rồi. Vườn em thì nó không có nắng nhiều. Chính vì vậy là cây ở dưới nó chưa đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ nó vườn nó bớt rồi. Nên là để ra ngoài một cái là cái bảng kẻ lên nó rất là đẹp luôn. Cái dòng kẻ núi chúa này được cái là hoa nó rất là dễ chăm. Đấy, hoa nó rất là dễ ra bông nhá. Và chăm sóc của nó cũng khá là dễ thôi ạ. Đây, chậu này em chia sẻ các bác nhà mình mã số 1 nhá. Thanh lý cho bác nhà mình mã số 1 với giá là 180.000 cho mã số 1. Thanh lý cho gọn vườn các bác ạ. 180.000 cho mã số 1 kẻ núi chúa nhé cả nhà mình nhá. Các bác lưu ý là tất cả những giá này là em đều không bao gồm tiền cước vận chuyển đâu ạ. Mã số 2 ạ, mã số 2 đây các bác nhá, cũng là một cái chậu rất là to luôn, sum xuê tùm luôn các bác ạ. Đường kẻ lên này, vô cùng là đẹp luôn các bác nhá. Các bác về các bác lấy làm giống nhá, hoa của nó thì cũng tương tương giống bệt ấy, nó cũng đẹp lắm ạ. Đây, một chậu rất là to luôn. Đó, tùm như thế này luôn các bác về làm giống nhá. Mã số 2 em chia sẻ là 250.000 thôi ạ cho mã số 2 nhá. Còn 3 chậu em thanh lý nốt. Mã số 3, chậu này rất là đẹp đây ạ. Chậu này thì bình thường em bán là 450.000. Nhưng mà hôm nay chậu này em chia sẻ cho các bác nhà mình với giá là 350.000 thôi ạ cho mã số 3. 350.000 cho mã số 3 các bác nhé. 350 vì mai kia em lại về tiếp một lô hàng nên là bán bớt đi thôi. Mã số 3, 350.000 ạ. Đây em còn duy nhất đúng 3 chậu. Tiếp theo là mã số 4 ạ. Mã số 4 hôm qua hôm kia có rất là nhiều các bác hỏi cái dòng mắt đỏ Đông Lai cánh bầu Đại Tân Lạc Hòa Bình. Thì vườn em cũng không còn nhiều các bác ạ, còn nhưng mà nó cũng không đẹp lắm ấy. Thì có cái chậu nào nó đẹp thì em mới gọi là lấy ra chia sẻ các bác nhà mình thôi. Còn chậu nào nó kém quá thì em không chia sẻ các bác nhá. Mã số 4 chậu này em chia sẻ các bác nhà mình với giá là 180.000 cho mã số 4. Mắt đỏ Đông Lai cánh bầu Đại Tân Lạc Hòa Bình. Một trong những cái mật hoa phải nói là khá là xuất sắc các bác ạ. 180.000 cho mã số 4. Mã số 5 combo 3 chậu cho em như thế này với giá là 250.000 đồng ạ. Chậu này thì các bác lấy 3 chậu thì nó vẫn cứ là 35.000 tiền cước các bác nhé. Mã số 5 ạ, 250.000, hồng mỹ nhân. Hồng mỹ nhân các bác ạ. Cây thì cái này thì nó lớn rất là nhanh và cái dòng này thì cực kỳ là dễ hoa. Bắc Trung Nam đều ra hoa chi chít và không cần phải sử dụng đến kích hoặc là đến biện pháp gì để ra hoa luôn các bác nhé. Chính vì vậy là các bác nhà mình mua thì nhà mình cứ để ra hoa tự nhiên. Và đặc biệt nữa là dòng này thân của nó rất là dài. Nên là các bác nhà mình chăm nó phải dài đến cả 1m1, 1m2 các bác ạ. Đẹp lắm các bác nhá. Mã này là mã số 5. Em chia sẻ các bác nhà mình với giá là 250.000 cho 3 chậu luôn ạ. Tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 đây này. Bạch tuyết của nhà em ấy, cây được ăn nắng nên rất là đanh. Chính vì vậy là các bác nhà mình vườn nào mà ưa nắng nhiều thì các bác vẫn cứ để thoải mái tự nhiên nhá. Dòng này thì cây khỏe lắm ạ và rất là đanh cây. Ra hoa thì cực kỳ là nét luôn. Mã số 6, bạch tuyết em chia sẻ chậu này với giá là 280.000. Hôm nay bán cái gì cũng rẻ các bác ạ. Nóng quá quay video bán nhanh nhanh. Mã số mấy nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mã số 7. Mã số 7 chậu này em chia sẻ các bác nhà mình với giá là 200.000 thôi ạ. Cho mã số 7, bạch tuyết 200.000. Mã số 8, 150.000. Cho mã số 8 cũng là bạch tuyết luôn ạ. Mã số 9, 4 thân. Em chia sẻ chậu này các bác nhà mình là 380.000 thôi nhá. 4 thân ạ. Cho mã số 9, bạch tuyết. Em sang mã số 10. Trời ơi các bác ơi, phải nói là cái dòng Phú Thọ nó lớn rất là nhanh. Có thể là chậu này em quay lần này là lần thứ 2. Nhưng mà cái lúc mà quay ấy thì nó đang rất là bé. Quay lại một phát là quay hết vườn, quay lại một lần nữa là nó lớn dài cực kỳ là nhanh luôn. Các bác nhìn thấy này, cái ngọn đang đi ngọn tườm tượp như thế này cơ mà. Mã số 10 cho này em chia sẻ là 300.000 thôi ạ cho mã số 10. 1 thân này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6.
7 mầm gốc tất cả nhá. Và 4-5 kg các bác này, 7 mầm gốc tất cả. Em chia sẻ mã số 10 là 300.000 thôi ạ. Rất rất là rẻ luôn các bác ơi. Đó, to nhá các bác nhá. Và đang lớn cực kỳ là nhanh. Cái lúc mà nó lỗi này, cái tầm này này, là nó bị trứng lại một tí này. Nhưng mà nó vượt qua cái tầm này đi một phát là nó lên cực kỳ là nhanh. Đó, nên là em để ý rồi, nó vượt nhanh cực kỳ luôn các bác ạ. Mã số 10 nhá, 300.000. Phú Thọ ạ. Đây các bác nhìn này, chỗ này mới to này, chỗ này tương lai phải dài cả mét rưỡi chứ. Mã số 11, đây em để ra rộng rộng các bác quay cho nó xem rõ nhá. Mã số 11, chỗ nó to lắm. Con này thì càng ngay nó càng nhanh lớn. Thân thì to ú ụ luôn các bác nhìn này, thân to lắm. Và đang đi ngọn rất là dài các bác nhá. Chỗ này sum xuê to đùng luôn. Mã số 11 em chia sẻ là 400.000 thôi ạ. Cho mã số 11 400.000. Phú Thọ rất rất là to. Thân hoa dài, miên man luôn các bác ạ. Số 11 400.000 Phú Thọ. Chỗ này thì tác phẩm luôn, 1 2 3 4 5 6 7 8 mầm gốc các bác nhá, phải gọi là tác phẩm luôn. 11 400.000 ạ. Tiếp theo là mã số 12, cái chậu này hoa đẹp lắm. Nó không phải là Phú Thọ nhưng mà hoa của nó tương tự giống Phú Thọ các bác ạ. Và nó rất là dễ ra hoa. Thật ra là em nói thật luôn là nếu như mà để làm vườn 5-6 năm nhưng mà chỉ được ngắm hoa Phú Thọ, chỉ được ngắm hoa của HO, nó có một lần, hai lần thôi, không có nhiều đâu các bác. Được ngắm hoa đúng một lần thôi. Vì dòng Phú Thọ hoa của nó rất là khó ra hoa. Nhưng mà cái con này này, nó tương tự, bông của nó gọi là ngang ngửa với lại là HO. Đó, nên là các bác nào mà yêu HO nhưng mà không được ngắm hoa HO thì nhà mình có thể là lấy con này. Vì bông của nó rất là dễ hoa, mùa trước nó tùm hoa luôn các bác ạ. Các bác nào quan tâm đến hoa này em có thể gửi video ở trên Zalo cho cả nhà mình cùng xem nhé. Mã số 12, chỗ này em chia sẻ các bác nhà mình với giá là 280.000 thôi ạ. 280.000 tùm luôn, chỗ này em trồng rất là lâu năm rồi đấy các bác. Lâu năm rồi, cực kỳ là nhiều mầm gốc nhá. Số 12, 280.000 ạ. Tiếp theo là mã số 13, Kobo, là một chậu Phú Thọ và một chậu Hồng Yên Thủy như thế này ạ. Hai chậu này cũng đang đà phát triển nhá. Em chia sẻ là 180.000 thôi ạ. Cho mã số 13 nhá, 180.000 ạ. Mã số 13, 180. Một Yên Thủy và một Phú Thọ các bác ạ. Chậu một thân là Yên Thủy các bác nhá, còn chậu ba thân là Phú Thọ. Mã số 14 ạ, của em là một đơn võ tòng. Chậu võ tòng này hôm trước em cũng để nó bị cháy nắng đấy các bác. Hôm nay thì nó đã vượt qua cái đầm tầm cháy nắng rồi. Và chậu này em trồng cũng rất là lâu năm, hoa của nó ra rất là dễ ra luôn nhá. Cái con này thì em mau thấy cũng có một số bác là bình luận là lấy cái con này. Nhưng mà các bác mà cứ bình luận ở trên video ấy, em thì không có cách nào để liên hệ được các bác nhà mình đâu. Nên là các bác nhà mình mà ưng cái đơn nào thì cái số điện thoại em đã ghi ở trên cái đầu bài rồi, em đã ghi ở trên cái video ấy, thì các bác nhà mình gọi điện trực tiếp hoặc là có thể nhắn tin qua Zalo cho em nhé. Còn các bác mà bình luận như thế thì em bó tay thôi, không thể nào mà làm sao để liên hệ được. Nên là nhiều bác là rất là tiếc khi mà không mua được. Đấy, cái dòng này thì chậu này là mã số 14 ạ. Võ tòng em còn một chậu duy nhất của vườn thôi. Chia sẻ các bác nhà mình với giá là 350.000 thôi ạ. 350.000 cho mã số 14. Võ tòng hay còn gọi là lâm thồn thì nó là một loại thôi. Rất là đẹp nhá. Mã số 15 thì em còn được một chậu duy nhất của ám cổ Văn Giang. Thì dòng cám ám cổ Văn Giang này thì đang hoa. Đấy, hoa của nó đây. Hoa cuối mùa đây các bác. Ám cổ Văn Giang nhá, dòng này đang phát triển cũng rất là sum xuê. Mã số 15, cho em chia sẻ là 380.000 thôi ạ. Cho mã số 15, 380.000 ám cổ Văn Giang. Các bác lưu ý khi mà mua hàng của bên em thì tất cả hàng của bên em đều đã phun phòng chống thối là 1 này, bón phân là 2. Nên là khi mà các bác nhà mình mua hàng thì nhà mình chỉ cần là treo lên tưới nước thôi các bác ạ. Và nếu như các bác có thể phun phòng thì nhà mình phải tầm khoảng là 15-20 ngày nữa các bác mới phải phun thêm một lần nữa thôi các bác nhá. 15 ám cổ Văn Giang ạ, 380. Đấy, phim này thì em lên các cái mã hàng ở trên video. Nhà mình mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974 752 462 ạ.